Huỳnh Trần Ý Nhi bị đồn đăng quang do được thiên vị lợi thế sân nhà. Tôi cũng không ngại khi đối mặt câu hỏi được ưu ái. Bởi theo dõi hành trình, có thể thấy tôi xứng đáng với vương miện Miss World Việt Nam 2023. Tôi cố gắng từ việc học catwalk, tiếng Anh cho đến trả lời ứng xử, tân hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi nói. Tối ngày 22 tháng 7, chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra tại Bình Định. Ngôi vị hoa hậu gọi tên Huỳnh Trần Ý Nhi số báo danh 014, Á hậu 1 thuộc về Đào Thị Hiền số báo danh 064. Á hậu 2 là Huỳnh Minh Kiên số báo danh 512. Đây là kết quả được dự đoán trước do top 3 thể hiện nổi bật, giữ phong độ tốt xuyên suốt cuộc thi. Tuy nhiên, sau kết quả chung cuộc cũng không tránh khỏi nhiều ý kiến từ fan sắc đẹp cho rằng Ý Nhi giành vương miện do được ưu ái nhờ lợi thế sân nhà Bình Định. Trả lời thắc mắc này, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban giám khảo cho biết ba thí sinh đoạt giải đều tiến bộ, lột xác sau 3 tháng tại cuộc thi. Ý Nhi, Minh Kiên là tân binh trong làng nhan sắc, còn Đào Thị Hiền từng có kinh nghiệm thi hoa hậu nhưng cũng có nhiều phát triển. Top 3 là niềm vui, món quà của chúng tôi. Ban đầu khi đến với Miss World Việt Nam, Ý Nhi mang đậm nét chân chất của người Bình Định. Quá trình phấn đấu cho thấy bạn có tiềm năng phát triển xa. Bạn ấy đoạt danh hiệu người đẹp thời trang, có hình thể chuẩn, gương mặt đẹp và tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, trưởng ban giám khảo cho hay. Bà Kim Dung cũng đồng thời phủ nhận việc Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang trên sân nhà do thiên vị. Từ lúc Ý Nhi ghi danh cuộc thi đến lúc ban tổ chức lập sân khấu ở Bình Định, hoàn toàn không có chuyện có người gửi gắm. Tôi vui vì lãnh đạo Bình Định không gây áp lực cho ban tổ chức. Tôi còn nghĩ người dân Bình Định không biết họ đang có thí sinh mạnh đến mức nào. Cho đến tận trước đêm chung kết mọi thứ vẫn rất êm ắng, bà Phạm Kim Dung chia sẻ. Về phía tân hoa hậu, Ý Nhi nói cô không ngại khi đăng quang ngay chính sân nhà Bình Định. Nếu theo dõi hành trình, mọi người có thể thấy tôi hoàn toàn xứng đáng. Tôi cố gắng từ việc học catwalk, tiếng Anh cho đến trả lời ứng xử. Tôi cũng không ngại khi đối mặt câu hỏi được ưu ái, Miss World Việt Nam 2023 nói. Trước khi được xướng tên ngôi vị hoa hậu, Huỳnh Trần Ý Nhi thể hiện phong độ tốt trong các phần thi phụ, thắng người đẹp thời trang, top 5 người đẹp biển, top 16 người đẹp nhân ái. Trong họp báo sau đăng quang, Ý Nhi kể, cô từng bị nghi vấn đoạt giải người đẹp thời trang do quê Bình Định. Đăng quang trên sân nhà với những phần thi nổi bật và thể hiện tốt xuyên suốt hành trình, cô coi đó là niềm vui nhân đôi, mong khán giả ủng hộ.